Các bạn đang nghe chuyện trên audio Kiếm Hiệp. Hôm nay mời quý vị đến với phần tiếp theo của bộ truyện Sư Gia Bá Đạo, người đọc Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn nhớ like, share video và comment nhận xét những nhận xét của quý vị dưới mỗi video. Và để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng bắt đầu vào câu chuyện của ngày hôm nay. Mời quý vị cùng lắng nghe. Lúc bấy giờ, khi Mạnh Thiên Sở cho Tả Lão Gia Tử ói hết những thứ ở trong bụng ra, người cũng đã tỉnh lại, nhưng tiếp theo đó lại ôm đầu lăn lộn ở trên giường gào thét thảm thiết. Hai phu nhân vội vã ở bên cạnh an ủi ông ta và cũng đồng thời đưa mắt dõi theo Mạnh Thiên Sở. Vừa rồi trong quá trình móc nôn, Mạnh Thiên Sở đã nhìn thời gian vẽ một bản phác thảo, hỏi Tả Giai Âm: "Trong phủ ta có thợ rèn không?" Ở thời cổ đại, mỗi một đại hộ to đều có thợ rèn riêng cho mình, Tả gia đương nhiên cũng không ngoại lệ. Tả Giai Âm vội vàng bảo quản gia đi gọi thợ rèn tới. Mạnh Thiên Sở gọi thợ rèn qua một bên, đưa bản phác thảo ra giảng giải kỹ. Thợ rèn bèn cầm nó chạy đi ngay. Tả Lão Gia Tử ói mửa tỉnh dậy xong, đầu đau như búa bổ, kêu la điếc cả tai. Kim Linh đạo trưởng liền hỏi: "Mạnh sư gia, hiện giờ nên làm thế nào đây?" Mạnh Thiên Sở liền đáp: "Đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Vừa rồi tôi đã vẽ ra một bức phác thảo, cho thợ rèn lập tức đi làm một ít dụng cụ. Sử dụng dụng cụ này có thể nhanh chóng giảm đau." "Thần kỳ như vậy sao?" Kim Linh đạo trưởng cùng mọi người bán tín bán nghi. Mạnh Thiên Sở liền mượn của Tả Giai Âm vài viên nha phiến, gọi người hầu tìm tới một cái nồi nhỏ, dùng lửa nhỏ sắc thành một cục nha phiến dạng cao. Đến lúc này thì tên thợ rèn đã mang một cái ống dài một xích tới, chạy nhanh vào khom người đưa cho Mạnh Thiên Sở. Thì ra là một tẩu chuyên môn dùng để hút thuốc phiện. Mạnh Thiên Sở tiếp lấy nhìn kỹ, thấy phù hợp với yêu cầu, liền gật gật đầu, đem nha phiến đã nấu trong nồi phách lên thẻ tre, đốt kè vào tẩu thuốc phiện. "Ông cho Tả Lão Gia Tử hút khói này." Nói xong, chỉ cách hút thuốc, lão đạo y y lời làm theo. Tả Lão Gia Tử dường như tín nhiệm lão đạo này phi thường, nhịn cơn đau đớn bắt đầu hút nha phiến. Một lát sau, cơn đau đầu của ông ta đã từ từ giảm bớt. Rồi thêm một lát nữa, Tả Lão Gia Tử chẳng còn đau gì nữa. Ông ta đặt dọc tẩu sang một bên, nằm thẳng ra giường nhắm mắt lại, thần tình vô cùng sung sướng. Lão đạo và mọi người bây giờ mới thở dài một hơi. Tả Giai Âm cao hứng phi thường, luôn miệng cảm ơn, hiếu kỳ cầm cái dọc tẩu lên nhìn nhìn và hỏi: Đây là cái gì vậy? Sao mà có công hiệu thần kỳ như vậy?" Ở giữa thời Minh, thuốc lá còn chưa truyền vào Trung Quốc, do đó còn chưa có dụng cụ chuyên môn để hút thuốc, cho nên họ đương nhiên cũng không nhận ra. Cách dùng dọc tẩu để hút thuốc phiện chỉ xuất hiện ở thời kỳ Mạt Minh, khi thuốc lá truyền vào Trung Quốc. Sau đó Mạnh Thiên Sở cho thợ thủ công làm cái tẩu hút này, không ai biết được. Trước đây người cổ là chủ yếu dùng nha phiến sống làm thành những viên nhỏ, ăn uống trực tiếp vào bụng. Làm như vậy thì thời gian có tác dụng rất dài, nhưng dược liệu lại không đạt được giá trị tối cao. Để đạt được hiệu quả chống đau như ý họ, thường phải dùng một lượng thuốc lớn, từ đó gây sốc thuốc, ngộ độc cấp tính. Trong khi đó, dùng hình thức hít khói có thể sản sinh hiệu quả nhanh hơn, và người hút có thể căn cứ vào cảm thụ của thân thể mà quyết định lượng hút vào nhiều hay ít, và thường là không xuất hiện tình huống hút nhiều quá rồi gây trúng độc. Tả Giai Âm để giúp Tả Lão Gia Tử giảm đau đã cho ông ta dùng viên nha phiến thời gian rất dài, do đó sự chống chịu với nha phiến ngày càng tăng, hiệu quả ngày càng giảm. Trong khi đó, phương pháp uống vào có tác dụng chậm, khiến cho lão đạo và Tả Giai Âm không khống chế được lượng thuốc hiệu quả, kết quả là khiến Tả Lão Gia Tử bị trúng độc cấp tính. Sau khi cho Tả Lão Gia Tử nôn để giải độc thì đầu óc của ông ta lại trở đau, khiến ông ta ôm đầu kêu trời không thấu. Và Mạnh Thiên Sở gọi thợ thủ công làm một ống tẩu cho Tả Lão Gia Tử hút nha phiến, tốc độ tạo ra công hiệu nhanh, hơn nữa lại là dùng lần đầu nên càng đạt hiệu quả như ý. Kim Linh lão đạo vô cùng hiếu kỳ, cầm cái tẩu hút đó nhìn đi nhìn lại, mắt sáng rực lên nói: "Sư gia, cậu làm cái bảo bối hút nha phiến này rất là tuyệt, nếu mà tiến cống cho hoàng thượng thì nhất định sẽ đạt được sự hỷ ái của hoàng thượng, thật đúng là một món bảo bối." Tả Giai Âm càng cao hứng hơn nói: "Sư phụ, Mạnh gia chế tác bảo bối này hoàng thượng nhất định là sẽ rất thích, thỉnh sư phụ bảo đảm và tiến cử Mạnh gia để cấp cho huynh ấy một thân phận thiên sư đi." Kim Linh đạo trưởng lắc đầu nói: "Tuy hoàng thượng đang chiêu nạp rộng rãi nhân tài tu đạo, Mạnh gia chế tác bảo bối này
càng có thể phát huy hiệu dụng của kim đan chúng ta đã chế tác. Nhưng dù gì, nó cũng chỉ là một công cụ, chứ không phải là kim đan. Chỉ sợ hoàng thượng sẽ không xem trọng thái quá đâu. Thiên sư chỉ phong cấp cho người tu đạo. Thế nhưng thấy sư gia nắm rõ nha phiến như trong lòng bàn tay, không biết sư gia có còn nghiên cứu nào khác không? Nếu như có thể luyện ra kim đan tốt hơn, vậy thì tốt quá rồi. Chuyện có làm đạo sĩ tu hành hay không cũng không khó thương lượng, giống như Giai Âm vậy, làm một tục gia ký danh đạo sĩ cũng không sao cả. Muốn tạo ra đơn dược tốt hơn từ nha phiến thì đối với một bác sĩ pháp y từ xã hội hiện đại xuyên Việt đến đây như Mạnh Thiên Sở chẳng khó khăn gì. Hắn nghĩ thầm, kim đan của các người chẳng qua là nha phiến bỏ thêm xuân dược, có gì đâu mà kỳ. Nếu như hắn tinh luyện nha phiến rút tạo ra heroin là độc phẩm cao và thuần độ thì khẳng định sẽ một mạch đoạt luôn chức vị hàng đầu của chúng thiên sư. Chỉ có điều trong lòng người Trung Quốc, nha phiến và chuyện mất chủ quyền và nhục quốc thường gắn liền với nhau. Tuy từ lịch sử mà xét, thời nha phiến hoành hành ở Trung Quốc là vào thời kỳ Thanh Mạt, ở Minh Triều chưa thành vấn đề xã hội hay pháp luật. Nhưng nếu như hắn đem phương pháp này truyền bá ra, chẳng đảm bảo sẽ không cải biến lịch sử, để rồi cái mũ Đông Á bệnh phu, thằng hèn của Đông Á sẽ chụp lên đầu người Trung Quốc sớm hơn cả mấy trăm năm. Do đó, Mạnh Thiên Sở không hề muốn dùng phương pháp này mà thăng quan phát tài. Và thế là hắn cười nói, đạo trưởng không cần phải khó xử, bỉ nhân thật ra không hề nghĩ sẽ làm đạo sĩ tu hành, cũng không biết luyện đơn vẽ bùa, tự hỏi không phải là người phù hợp chuyện này. Cái tẩu khuất này nếu như phải tiến cống thì cứ coi như là phát minh của Tả cô nương đi. Tả Gia Âm vội xua tay nói, ta không dám giành cái tốt của người đâu. Xong quay sang nói với Kim Linh đạo trưởng, sư phụ, Mạnh sư gia làm cái ống hút này con thấy có thể phát huy hiệu dụng của kim đan chúng ta lên gấp mấy lần, giá trị của nó không thua gì bản thân của kim đan đâu, nhất định sẽ lấy được lòng của hoàng thượng. Sư phụ hãy giúp huynh ấy lấy cái phong hiệu thiên sư từ chỗ hoàng thượng đi. Không chờ Kim Linh đạo trưởng lên tiếng, Mạnh Thiên Sở đã giành nói trước, không, Tả cô nương không được làm khó đạo trưởng. Nói cho đúng thì Mạnh mỗ cũng không muốn làm thiên sư cái gì cả. Nếu như làm thiên sư thật, hoàng thượng bảo ta đi luyện đan, ta luyện không ra, chẳng phải là mất mặt chết được hay sao? Kim Linh đạo trưởng cười nói, sư gia hiểu rõ về nha phiến như vậy, nếu như hết lòng luyện đan, chưa chắc đã luyện không ra. Nếu như Mạnh gia có hứng thú, chúng ta có thể cùng nghiên cứu chế tạo đơn dược. Nếu có thể tìm được thuốc trường sinh bất lão thì quả là công đức vô lượng rồi. Trường sinh bất lão ư? Ngay cả các khoa học gia trong thời đại gen di truyền còn chưa làm được, lão đạo sĩ mũi châu các người làm sao thực hiện được, thật đúng là trò cười mà. Mạnh Thiên Sở nghĩ vậy rồi liền cười đáp, luyện đan bỉ nhân chẳng có nghiên cứu gì, cũng không có mấy hứng thú, hay là một lòng làm sư gia cho tốt đi, chuyện này coi như gác lại vậy. Hắn quay sang Tả Gia Âm nói, cô đã đáp ứng ta là cây dọc tẩu này ngoài trừ để lệnh tôn đại nhân dùng thì nghiêm cấm truyền ra ngoài được không? Tả Gia Âm gật đầu, yên tâm đi Mạnh gia, ta biết sự lợi hại chỗ nào mà. Mạnh Thiên Sở cáo tử ly khai. Tả Gia Âm thấy phụ thân đã ổn định liền đi cùng ra, hai người sánh vai chậm bước qua hoa viên u tĩnh. Tả Gia Âm nói, đa tạ huynh đã cứu phụ thân ta. Mạnh Thiên Sở cười khổ lắc đầu, bản thân hắn đã cứu ông ta hay là hại ông ta đây, nói sao cũng không rõ được. Lệnh tôn trúng độc đã nặng, nếu tiếp tục hút độc sớm muộn gì cũng sẽ... Cái đó ta biết. Tả Gia Âm thở dài, nhưng còn biết làm sao bây giờ, thấy cha đau đầu phát tác như vậy, kêu gào thảm thiết như vậy, không cho người dùng nha phiến thì có thể làm sao? Đây quả là lựa chọn khó cả đôi đường. Mạnh Thiên Sở không có biện pháp nào cả, đành hỏi, xem tình hình vừa rồi, quan hệ giữa sư phụ cô và cha cô cũng không tệ. Hai người họ có giao tình đã mấy chục năm rồi, ta lúc nhỏ người yếu nhiều bệnh, sư phụ ta được cha ta nhờ vả thu ta làm đồ đệ, nhưng cho ta ở nhà tu hành. Do đó cô cũng biết luyện đan nên mới làm được thiên sư phải không? Mạnh Thiên Sở hơi nở nụ cười, nữ đạo cô tu tại gia thật là có ý tứ. Tả Gia Âm cũng cười, tuy ta là thiên sư nhưng không biết luyện đan gì cả, kim đan này kỳ thực là sư phụ ta luyện chế ra, nhưng vì sư phụ, vì để chúng ta có hậu thuẫn mạnh để chiếu ứng lên liền nói thành ta và người cùng nghiên cứu chế ra, do đó hoàng thượng mới phong ta và sư phụ cùng là thiên sư. Lần này nếu như sư phụ có thể bảo đảm tiến cử huynh làm thiên sư, như vậy thì hay biết mấy.
Vậy hai chúng ta chẳng phải là thành một đôi đạo sĩ rồi hay sao? Tả Giới Âm e thẹn nhìn Mạnh Thiên Sở, trong sắc trời mông lung, đôi mắt như sao băng của nàng quả thật là mê người. Mạnh Thiên Sở phát giác lời vừa rồi của mình có điểm không ổn, vội vã cười ha hả, chuyển đổi đề tài nói: Tả cô nương, vì sao lại đem nhiều sự tình như vậy cho ta hay? Kỳ thực nếu như cô không nói ra thì ta không thể nào biết được đâu. Tả Giai Âm đứng lại sau khi nghe lời nói chất quất của hắn, dựa vào cây cột ở hành lang, đưa mắt nhìn tứ phía, sau đó hạ giọng nói: Nhân vì ta biết huynh rất có tài phá án, ta muốn huynh gia nhập Đông Hán. Mạnh Thiên Sở giật nảy người, cảm giác như có tổ chức đặc vụ đang chiêu sinh mình, liền hỏi: Cô để ta gia nhập Đông Hán ư? Chẳng lẽ cô là người của Đông Hán sao? Tả Giai Âm lắc đầu: Ta là thiên sư, làm sao phải làm việc cho Đông Hán chứ, ta lại không biết phá án. Vậy sao cô lại bảo ta gia nhập Đông Hán vậy? Ta nghe kể về mấy vụ án huynh đã phá trước đây, cảm thấy một thân bản lĩnh của huynh không nên để mai một. Nếu như có thể gia nhập Đông Hán thì có thể phát huy tài năng của huynh hơn. Đáp án này dường như không thể giải thích nguyên do vì sao cô muốn ta gia nhập vào Đông Hán được. Tả Giai Âm cười, nắm tay đấm dứ: Mạnh gia, dường như huynh còn không hiểu rõ lắm về bản lĩnh của thiên sư. Thiên sư muốn tiến cử một người gia nhập Đông Hán thì đó chẳng phải là sự tình dễ dàng lắm hay sao? Điểm này thì ta biết, điều ta muốn hỏi chính là cô muốn ta gia nhập Đông Hán đối với cô có chỗ lợi gì? Vì sao nhất định phải có lợi mới làm? Thần tình của Tả Giai Âm hơi có chút kỳ quái. Ta chỉ cảm thấy với bản lĩnh của huynh như vậy, chỉ phá những hình án bình thường sẽ mai một tài năng của huynh. Còn nói đến chỗ lợi, huynh có bản lĩnh như vậy lại có chỗ thi triển, ta cảm thấy cao hứng rồi, đó là cái lợi của ta. Vậy ư? Như vậy thì xin đa tạ lòng yêu kẻ sĩ của Tả cô lương rồi. Thế nào, nếu huynh vừa lòng, ngày mai ta sẽ tiến cử huynh với Đông Hán, có chịu không? Ít nhất thì làm một dịch trưởng trước, chờ sau này phá án lập công rồi sẽ nhanh chóng được thăng chức thôi. Trong lời nói của Tả Giai Âm mang sự hưng phấn không thể ức chế. Đông Hán ư? Đông Hán là đặc vụ, là cơ quan trọng yếu để bảo vệ hoàng quyền, là thứ mà hoàng đế dùng để bài trừ những kẻ không hợp với mình. Đem thân ở trong hoàn cảnh thế này, suốt ngày sẽ phải đối phó với chuyện tranh đấu, lọc lừa, người ngu, ta trá, rất nhiều sự tình, phải làm trái với lương tâm, không làm là hay nhất vậy. Tuy có thể như tên tiểu dịch trưởng vậy thì rất là uy phong, nhưng loại uy phong đó không phải là điều mà Mạnh Thiên Sở hy vọng, liền lắc lắc đầu nói: Đà tạ Tả cô nương, Mạnh mỗ lòng không có đại trí, chỉ muốn làm một tiểu sư gia kiếm cơm qua ngày là được rồi. Còn cái vụ Đông Hán này hả, Mạnh mỗ làm cái gì chứ không làm Đông Hán này đâu? Tả Giai Âm vô cùng thất vọng hỏi dồn: Vì sao vậy? Không vì sao cả, Mạnh mỗ tự cho mình trong sạch, không muốn ô hợp với những kẻ như tên Tiếu Chấn hay là đồng bọn gì gì đó của chúng đâu. À, ta hiểu rồi, huynh ngày đó thấy tên Tiếu dịch trưởng khi phụ bá tánh, do đó dẫn tới không thích Đông Hán luôn, đúng không nào? Kỳ thực trong Đông Hán cũng có người tốt mà. Ta biết, nhưng từ tình huống ngày đó mà xét ra, chỉ sợ đại bộ phận trong số bọn họ chẳng phải là người tốt gì cả. Tả Giai Âm không còn lời gì có thể nói. Mạnh Thiên Sở nói đây là thật tình, nên nàng ngẫm nghĩ một hồi liền lên tiếng: Mạnh gia có thể cải biến, huynh vào Đông Hán làm đầu mục thì có thể ảnh hưởng người khác, cải biến người khác mà. Châu chấu mà đi đá xe hay sao? Ta không có ngu như vậy. Câu nói này không biết cô đã nghe qua chưa? Người không lên xe thì đừng ngáng đường người khác lên xe. Thấy Đông Hán làm chuyện đen như mõm chó, rồi thì quản vào thì chỉ sợ bản thân xui xẻo. Không quản thì trong lòng không yên ổn, chi bằng không tham gia, để tiêu diêu tự tại, sống trong khoái lạc vậy. Nhưng bản thân bản lĩnh của huynh... Tả cô nương, Mạnh mỗ đích xác là giỏi về nghề phá án, thế nhưng theo như ta thấy, Đông Hán cần cái gọi là nhân tài, phần lớn không phải là nhân tài phá án, mà là giỏi về trò vu khống hãm hại, từ không nói có, lỗ trống cho gió lửa vào, chó đâu chó sủa không, để theo gió mà bắt bóng đây, để tiện bài trừ những kẻ không hợp phục vụ cho kẻ nào đó. Tả Giai Âm vội đưa tay bịt miệng Mạnh Thiên Sở: Đừng, Mạnh ra, coi chừng tay vách mạch rừng. Môi của Mạnh Thiên Sở chạm vào bàn tay thon mềm của Tả Giai Âm, người được mùi u hương trên người nàng, không nhịn được có một cỗ nhiệt khí từ đan điền thăng lên đỉnh đầu, bất giác hôn một cái vào lòng bàn tay nàng. Tả Giai Âm a lên một tiếng, vội rút tay về, run giọng nói: Mạnh gia, huynh.
Mạnh Thiên Sở chỉ xung động nhất thời, làm xong rồi hơi có chút hối hận, vội khom người thi lễ. Tả cô nương xin lỗi, Mạnh mỗ quả là hoang đường. Tả Gia Âm cúi đầu, giọng nói hơi hơi phát run, nhưng ẩn chứa chút e thẹn và ngọt ngào. Cái đó cũng không có gì. Không có gì là không có gì sao? Mạnh Thiên Sở hơi ngẩn người, tiếp đó vui mừng. Tả Gia Âm không giận dữ sự lỗ mãng của hắn khi nãy, hơn nữa lời này còn như khích lệ hắn tiến hành thêm bước nữa. Mạnh Thiên Sở tâm tình kích động, đưa tay định túm lấy bờ eo nhỏ của Tả Gia Âm. Tả Gia Âm lại như con bướm lượn bay đi, vén tóc lòa xòa trên trán, cười khanh khách. Mạnh gia, huynh định làm gì vậy? Cô nói đi, ta định làm gì? Mạnh Thiên Sở nhân trời tối, cái gan càng lớn hơn, đuổi theo hai bước định ôm chầm lấy Tả Gia Âm. Tả Gia Âm lại nhanh như thiểm điện né đi, đôi mắt sáng ngời tràn đầy niềm vui. Huynh định giở trò xấu, ta không thèm nữa. Xong lắc người di chuyển ra ngoài thêm mấy bước. Con gái là như vậy, rõ ràng là mê tít người ta, thế nhưng cứ làm ra vẻ chợt đến chợt đi. Nắng mưa sớm chiều, Mạnh Thiên Sở vừa định đuổi theo, chợt nghe ở xa có người lớn tiếng gọi. Mạnh sư gia, Mạnh sư gia. Tả Gia Âm và Mạnh Thiên Sở đều đứng dậy, chuyển người nhìn về phía có âm thanh, dường như là một gia nô của Tả gia đang đứng ở cửa hoa viên nhìn ngó lớn tiếng gọi. Mạnh Thiên Sở mắng thầm hắn một câu, vì giờ nào không tìm lại tìm đúng giờ linh này. Hắn bực bội lên tiếng đáp trả. Tên gia nô đó hoảng hốt chạy lại. Tả Gia Âm nhíu mày hỏi, xảy ra chuyện gì sao, sao lại hốt hoảng làm vậy? Tên gia nô khom người đáp, hồi bẩm cô nương, sai dịch của nha môn Nhân Hòa huyện đến nói Mạnh phu nhân nhờ gọi Mạnh gia về ngay, nó là có chuyện gấp. Chuyện gì gấp vậy? Mạnh Thiên Sở và Tả Gia Âm gần như cùng lên tiếng hỏi. Tiểu nhân không được biết, chỉ là nói nhờ nhắn Mạnh sư gia phải về nhanh chóng thôi. Mạnh Thiên Sở chợt thắt lòng lại, rốt cuộc là có chuyện gì đây? Hạ Phượng Nghi và mọi người ở trong nội nha, phương diện an toàn xem ra không thành vấn đề, chẳng lẽ là sinh bệnh chăng? Không kịp nghĩ gì thêm, hắn cung tay chào. Tả cô nương, Mạnh mỗ xin cáo từ vậy. Tả Gia Âm liền đáp, Mạnh gia, Gia Âm sẽ theo huynh đến phủ xem, hoặc có thể là giúp được chuyện gì đó chăng? Nếu thế thì xin đa tạ rồi. Mạnh Thiên Sở thầm nghĩ, với thân phận thiên sư của Tả Gia Âm, nếu luận về trợ giúp thì quả là không còn gì hơn nữa. Mạnh Thiên Sở và Tả Gia Âm vội đến cửa. Vương Bộ Đầu đã phái huynh đệ áp giải Lý Nhớ Hàn về đại lao ở nha môn giam lại, còn mình thì cùng các bộ khoái khác mặc đồ thường chờ ở cửa, đang đứng cùng một chỗ với sai dịch đến từ nha môn. Tên sai dịch đó nhìn thấy Mạnh Thiên Sở ra, liền vội bước tới cung thân thi lễ. Sư gia, phu nhân gọi ngài về mau. Mạnh Thiên Sở cũng không hỏi gì nhiều. Vương Bộ Đầu lúc theo dõi người đã chuẩn bị ngựa, hai người liền leo lên ngựa dục chạy về nha môn huyện Nhân Hòa. Vương Bộ Đầu và Tống Tửng Vũ cũng cưỡi ngựa bám theo sau. Mạnh Thiên Sở dẫn Tả Gia Âm, Vương Bộ Đầu cùng mọi người đến tiểu viện trong nội nha của mình, tiến vào phòng thấy trong đó không có mấy người, xem ra thì chẳng phải Hạ Phượng Nghi hay ai đó sinh bệnh, lòng hắn liền hơi an tâm. Phi Yến nghe động vội chạy ra đón. Xảy ra chuyện gì vậy? Mạnh Thiên Sở nhìn một cái là thấy Phi Yến đã khóc, hai mắt sưng húp, không khỏi co thắt cả cõi lòng. Phi Yến nhìn Hàn Mụ đang các cửa đứng ở xa xa, liền đi sát lại gần hắn hơn, hạ giọng nói. Mợ chủ vừa nhận được thư từ nhà cha mẹ ở kinh thành nói lão thái gia đã xảy ra chuyện rồi. Xảy ra chuyện gì? Lão thái gia bị bắt rồi. Hả? Chuyện là thế nào? Mạnh Thiên Sở vội hỏi. Em cũng không thể nói rõ. Thiếu gia, người mau vào trong, mợ chủ khóc không còn biết gì nữa rồi. Mạnh Thiên Sở và Tả Gia Âm vội chạy vào phòng, thấy Hạ Phượng Nghi đang ngồi trên ghế, nước mắt giàn giụa. Trên trà kỷ bên cạnh có đặt một phong thư đã mở. Thấy Mạnh Thiên Sở và Tả Gia Âm tiến vào, Hạ Phượng Nghi đứng lên, mắt nhòe lệ, gật gật đầu chào Tả Gia Âm, sau đó nói với Mạnh Thiên Sở. Phu quân, phụ thân người... Mạnh Thiên Sở cầm phong thư lên xem qua một lượt, bấy giờ mới biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Chuyện này cần phải nói từ chỗ đương kim hoàng thượng Gia Tĩnh nói đi. Gia Tĩnh hoàng đế Chu Hậu Thông là đường đệ của Minh Vũ Tông. Minh Vũ Tông đã chết rồi, do không có con nối dõi. Sau khi được hoàng tộc thương nghị quyết định Chu Hậu Thông tức vị. Đối với việc xác định địa vị của cha mẹ Gia Tĩnh hoàng đế về mặt lễ nghi như thế nào thì trong triều ngay từ khi Gia Tĩnh đăng cơ đã chia ra làm hai luồng ý kiến. Một phái do đại học sĩ
Dương Đình Hòa làm chủ phái phản đối. Chủ trương Chu Hậu Thông nên làm con của Hiếu Tông, Tôn Hiếu Tông làm Hoàng Khảo, cha nuôi truyền ngôi, Tôn cha ruột làm Hoàng Thúc Hiếu. Một phái khác do Trương Thông làm đại biểu ủng hộ, đề xuất kế thông bất kế tự, tính dòng dõi chứ không tính con cháu truyền đích tị, nên Tôn Hoàng Khảo làm Hưng Hiến Vương, Tôn Hiếu Tông làm Hoàng Bá Khảo. Gia Tĩnh hoàng đế không muốn lấy thân phận con nuôi kế thừa đại thống, do đó muốn truy phong cha ruột của mình lên làm hoàng đế. Như vậy hoàng vị của ông đã trở nên danh chính ngôn thuận rồi. Chỉ có điều việc này bị bọn đại thần chịu ảnh hưởng của lễ giáo Khổng Tử tôn sùng tiên sư phản đối kịch liệt. Nghị lễ phái tức là phe phái nghe theo ý kiến của vua, và hộ lễ phái tức là phái chống theo ý kiến của vua đã mấy lần luận chiến. Hộ lễ phái thấy kiến nghị của nghị lễ phái được hoàng thượng ủng hộ, dần dần chiếm thượng phong, liền tập thể can gián với hoàng đế. Và thế là hơn 200 người, bao quát cả Kiều Khanh ở trong đó, hợp thành một đội ngũ quần thần cực lớn, cùng quỳ ở ngoài Tả Thuận Môn, tiếng khóc tiếng la vang trời. Cha của Hạ Phượng Nghi là công bộ viên ngoại lang Hạ Hồng, là một trong những thành viên trung kiên của hộ lễ phái, đương nhiên cũng ở trong số đó. Gia Tĩnh hoàng đế mới đầu còn cho Ti Lễ Thái Giám ra truyền chỉ, đem lời khuyên giải, không ngờ quần thần không chịu buông bỏ, đòi hỏi hoàng đế phải có câu trả lời mới được. Đến đây thì Gia Tĩnh đã bị chọc giận thật sự, đột nhiên đại nộ, hạ lệnh cho cẩm y vệ đi giam hết quần thần, triều thần từ tứ phẩm trở xuống, gồm 134 người, thậm chí còn đem mấy chục người vào đại lao trị tội. Sau khi tra khảo, hình tấn xong xuôi, hạ lệnh phát trượng quan từ ngũ phẩm trở xuống. Cha của Hạ Phượng Nghi là công bộ viên ngoại lang, tức tổng ngũ phẩm, lại là phần tử năng động trong lần này, do đó bị đưa giam vào đại lao, chờ mấy ngày sau phạt đình trượng. Sự ngoan độc của đình trượng thì mẹ của Hạ Phượng Nghi cũng đã biết. Lần này Hạ Hồng là phần tử cốt cán, hơn nữa chức quan cũng không được lớn, chính là phù hợp với đối tượng gà để hoàng thượng dùng cách giết gà dọa khỉ, chỉ sợ tai kiếp sẽ khó thoát. Hơn nữa các thân bằng hảo hữu trong kinh thành lúc này đã tránh xa, không ai dám giúp, và có muốn giúp cũng không được, nên Hạ phu nhân mới đem một lượng lớn tiền bạc thông quan hệ, một mặt kéo dài thời gian an bài cho Hạ Hồng chịu đình trượng ở lượt cuối cùng, một mặt mua chuộc cẩm y vệ dùng bát bách Lý gia cấp đưa một phong thư cho con gái và con rể ở huyện Nhân Hòa tận Hàng Châu, coi xem con rể có biện pháp gì hay không. Nếu như không có cách gì thì chỉ đành bảo hộ họ ngày đêm mau về, hy vọng được gặp mặt phụ thân lần cuối rồi lo liệu hậu sự mà thôi. Hạ Phượng Nghi dương đôi mắt đẹp đầy lệ nhìn Mạnh Thiên Sở. Phu quân, như vậy làm sao bây giờ? Mạnh Thiên Sở liền đáp: Thiên Sở ta từ nhỏ đã mất cha, rất may là Nhạc Phụ đại nhân nuôi ta thành người, còn đem con gái gả cho ta, đối với ta ân nặng như núi. Lần này lão nhân gia người đã gặp nạn, ta sao lại có thể ngồi yên không quản đây? Ta lập tức thu thập một chút, lập tức khởi trình ngày đêm, cưỡi ngựa giỏi trở lại kinh thành, nghĩ cách cứu Nhạc Phụ đại nhân. Nàng và Phi Yến ngồi xe ngựa theo sau, ta sẽ để lão Hòa Đầu đi cùng các nàng. Hắn nói những lời này là lời thật, đương nhiên phần lớn là nói dùm cho vị Mạnh thiếu gia mà hắn đã xuyên việt tới thế thân. Nếu như hắn đã thay y thì cũng thay luôn những tội trạng mà Mạnh thiếu gia đã thực hiện, bao gồm cả thay y báo ân. Hơn nữa Hạ lão gia tử này đối với hắn cũng không tệ, cái ân mưa móc phải báo lại bằng từng gáo nước đầy mới là phải đạo. Hạ Phượng Nghi không ngờ trước đây mình đối đãi với Mạnh Thiên Sở như vậy, lại cứ bức hắn một năm sau phải làm giấy bỏ vợ chia tay, thế mà khi gặp phải sự tình hắn lại nguyện ý ra mặt lo dùm nàng, không khỏi vừa cảm kích vừa hối hận, nghẹn ngào quỳ xuống: đa tạ phu quân. Mạnh Thiên Sở vội vàng đỡ nàng dậy, lệnh cho Phi Yến lập tức chuẩn bị hành trang cho mình. Tả Gia Âm không xem thư, không biết rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì, vội hỏi: Mạnh gia, chuyện gì vậy? Mạnh Thiên Sở tuy đã nói là phải đi ngày đêm đến kinh thành để cứu, thế nhưng cứu bằng cách nào thì hắn chẳng có chút ý gì. Cho dù là bỏ tiền thông quan hệ, thế nhưng cũng không biết để tìm ai. Lúc này nghe được Tả Giai Âm hỏi, hắn đột nhiên nhớ tới Tả Giai Âm là một trong 22 vị thiên sư do hoàng thượng khâm mệnh. Nếu như nàng chịu ra mặt cứu Nhạc Phụ, xem ra chắc chắn hơn phần nào. Mạnh Thiên Sở liền đem sự tình giản đơn kể lại. Tả Giai Âm chẳng nghĩ ngợi gì, buột miệng nói: Ta đi với huynh. Thật không? Quá tốt rồi. Tả Giai Âm hơi đỏ mặt, không biết là hắn nói quá tốt, nhân vì nàng là khâm mệnh thiên sư, ra mặt có hy vọng giải cứu Nhạc Phụ của hắn, hay là có thể cùng nàng đồng hành đường dài như vậy là tốt đây.
Hạ Phượng Nghi không biết thân phận của Tả Giai Âm, nhưng lần trước ở ngoài tiểu lâu chi vị quán, Tả Giai Âm thu thập những tên phiên tử của Đông Hán một trận, khiến những kẻ này hoảng sợ bỏ đi. Xem ra là Tả Giai Âm có bối cảnh gì đó, người lại có công phu, đi cùng Mạnh Thiên Sở lên phương Bắc cũng có người chiếu ứng. Ngoài ra, nàng biết phụ thân của Tả Giai Âm làm quan ở triều đình, xem ra có quan hệ ở kinh thành. Hiện giờ, đối với Hạ Phượng Nghi mà nói, có thêm một mối quan hệ thì tăng thêm một phần hy vọng. Trong lúc cảm kích có dư, nàng quỳ xuống cảm tạ Tả Giai Âm, khiến Tả Giai Âm phải vội vàng đỡ dậy. Vương Bộ Đầu cũng bước lên một bước, ôm quyền nói: "Sư gia, tiểu nhân nguyện mang theo vài huynh đệ dọc đường bảo hộ phu nhân về kinh thành." Mạnh Thiên Sở mừng rỡ, hắn đang lo cho sự an toàn dọc đường của Hạ Phượng Nghi. Bản thân hắn dù sao cũng chỉ là một hình danh sư gia, không tiện trực tiếp chỉ huy bộ khoái theo bảo hộ. Hiện giờ Vương Bộ Đầu tự đề xuất ra, hắn buộc phải thư chuyện với Thái Chi Huyện mới được. Mạnh Thiên Sở cầm phong thư vội đi gặp Thái Chi Huyện, đem sự tình đơn giản thuật lại. Thái Chi Huyện bấy giờ mới biết Mạnh Thiên Sở là rể của công bộ viên ngoại lang Hạ Hồng, vô cùng kinh ngạc. Lúc này lại nghe Hạ Hồng mắc tội vào ngục, Mạnh Thiên Sở phải đi kinh thành tìm cách giải cứu, nên lập tức ưng thuận và đồng ý cho Vương Bộ Đầu mang ba bộ khoái đi theo bảo hộ Hạ Phượng Nghi đi sau về kinh thành. Hai người đang nói chuyện thì gác cổng vào báo Kha Chi Phủ tới bái phòng. Thì ra là Vương Bộ Đầu phái người áp giải Lý Nhữ Hàn về đại lao, đã cho người đến báo cáo tình huống phá án, nên Kha Chi Phủ mới vội tới đây. Thái Chi Huyện và Mạnh Thiên Sở vội vã ra khỏi nội nha, nghênh đón Kha Chi Phủ vào phòng khách. Sau khi phân chủ khách ngồi xong, Kha Chi Phủ trước hết biểu kỳ sự cảm kích, sau đó lại tặng thêm Mạnh Thiên Sở 100 lượng nữa làm thù lao án phí. Mạnh Thiên Sở hiện giờ lòng nóng như lửa đốt, đem chuyện nhạc phụ Hạ Hồng bị tội nhập ngục mấy ngày nữa là bị đình trượng nói cho Kha Chi Phủ hay. Thầm nghĩ Kha Chi Phủ dù sao cũng là quan viên chánh thứ phẩm, có thể sẽ nghĩ ra biện pháp gì đó. Do tin tức là được Hạ phu nhân dùng tiền thông quan hệ với Cẩm Y Vệ dùng bát bách lý ra cấp báo đến, do đó Kha Chi Phủ thông qua đường chính chưa hề biết chuyện này. Lúc này nghe thế không khỏi kinh hãi vô cùng. Đình trượng khẳng định là do hoàng thượng tự thân ngự bút phê. Kha Chi Phủ lão mưu thâm toán, đương nhiên không ra mặt trợ giúp, thế nhưng sẽ ngầm chỉ điểm một chút liên quan đến việc giám quản sinh tử trong hành hình đình trượng là dễ dàng. Ông ta cho biết Ti Lễ Thái Giám Ôn Tuyển Ôn Công Công lo chuyện này là người Hàng Châu, ngoại trừ nhiều tiền, nếu có thể mang chút ít hoa quả của Hàng Châu thì có thể được lòng thái giám này hơn. Đồng thời ông ta cũng phái người thông chi cho quan giữ cửa ở Bắc Thành mở cửa cho Mạnh Thiên Sở rời thành. Mạnh Thiên Sở đương nhiên không dám trông mong gì ở Kha Chi Phủ sẽ ra mặt trợ giúp, cho nên đối với việc này đã cảm kích vô cùng rồi. Hắn nói với Thái Chi Huyện là sự vụ hình danh trong nha môn tạm thời sẽ giao cho Mộ Dung Huynh Tuyết xử lý. Sau khi cáo từ Chi Huyện và Chi Phủ xong, hắn trở về nhà mình trước. Phi Yến đã chuẩn bị hành trang xong, Tả Giai Âm nói chuyện ngựa sẽ do nàng lo. Nghe nói có mua một ít hoa quả đang vào mùa, chỉ có điều hiện giờ đêm đã khuya không biết đi mua chỗ nào. Rất may là ở Tả Gia mỗi ngày đều có mua hoa trái, nên nàng trực tiếp về nhà lấy. Mạnh Thiên Sở còn mang Dương Pháp Y của mình theo, vì đó là bảo bối của hắn, nói không chừng sẽ có lúc dùng tới. Hai người cưỡi ngựa rồi rời khỏi nội nha, trở về Tả Gia trước. Tả Giai Âm lệnh cho người hầu chọn những trái cây đang mùa ngon nhất, dùng băng đá bỏ đầy vào thùng đặt lên lưng ngựa. Còn nàng thì đi thu thập hành lý giản đơn, trở vào hậu đường nói với hai mẹ rằng có chuyện gấp cần phải đến kinh thành. Sau đó gọi sư phụ Kim Linh đạo trưởng của nàng sang một bên, đem sự tình thuật lại, nhờ sư phụ nghĩ biện pháp dùm. Kim Linh đạo trưởng bất lực thở dài: "Không phải là sư phụ không chịu giúp con, sư phụ trước đây là một đạo nhân sơn dã, nhất mực vân du tứ hải, được sự ủy thác của cha con mới định cư ở Hàng Châu, dạy con võ công, chiếu cố cho mẹ con. Luyện kim đơn cũng là vì trị bệnh cho cha con mà vừa khéo phối chế ra được, cũng vì thế mà được một danh hiệu thiên sư, chứ không có đi lại gì với bọn quan lại ở kinh thành cả, muốn giúp cũng không biết giúp từ đâu." Tả Giai Âm và Mạnh Thiên Sở đều lộ rõ vẻ thất vọng. Kim Linh đạo trưởng thấy thần tình của họ ủ rũ như vậy, liền phải phẩy tay nói với Mạnh Thiên Sở: "Mạnh gia, chuyện đến nước này chỉ còn một biện pháp thôi." "Biện pháp gì?" Mạnh Thiên Sở vội hỏi. "Lúc nãy lão đạo có nói người chế tác công cụ hút khói này không phải là kim đan, hoàng thượng chưa chắc đã xem trọng. Nhưng đó chỉ là ý nghĩ của lão đạo, dù gì lão đạo không dùng qua loại kim đan này,
không biết ống hút khói và kim đan có kết hợp tăng cao hiệu quả hay không. Nếu như có thể khiến kim đan phát sinh biến hóa về chất, biết đâu sẽ được hoàng thượng hoan hỷ. Lúc đó sắc phong Mạnh gia làm thiên sư chưa chắc là chuyện không thể. Mạnh Thiên Sở cười khổ nói, bỉ nhân trước đó đã nói rồi không muốn làm thiên sư gì, cho nên không cần phải đề cập nữa. Lúc này lại khác rồi, nếu như ngươi có thể đứng vào hàng ngũ thiên sư, muốn cứu nhạc phụ của ngươi thì có hy vọng rồi. Lòng Mạnh Thiên Sở chật động, lời này là sao? Thiên sư có thể tùy lúc tiến cung điện thánh, có thể trực tiếp đề xuất yêu cầu với hoàng thượng. Lúc đó ngươi cầu hoàng thượng tha tính mệnh cho nhạc phụ ngươi chẳng phải là chuyện khó gì. Giai Âm làm thiên sư đến lúc đó cũng sẽ trợ giúp thêm. Đúng à? Mạnh Thiên Sở cao hứng reo lên, không biết hoàng thượng có xem trọng cái dọc tàu này không. Chúng ta chỉ có thể trông cậy vào vận khí thôi. Lão đạo sẽ lập tức viết một phong thư cho vị Hạo Linh đạo trưởng tiến cử cho ta khi xưa, nó là ngươi là đệ tử ký danh của ta, để ông ta tiến cử ngươi. Chủ ý này quá tuyệt. Mạnh Thiên Sở mừng rơn, không người làm lễ. Đa tạ đạo trưởng. Kim Linh đạo trưởng lập tức lấy giấy bút viết một phong thư tiến cử, kèm theo đó là cái ống điếu đã được bọc kỹ giao cho hai người. Do thời gian khẩn cấp, có thể là đến lúc đó không có cách gì tìm thợ thủ công làm một bộ hút mới, cho nên hai người đã dùng cái dọc tẩu vừa làm để chữa cho Tả lão gia tử khi nãy. Rất may là thợ thủ công của Tả gia đã nắm được phương pháp chế tác ống hút này rồi, sẽ lập tức chế thêm một bộ cho Tả lão gia tử và mẹ ruột của Tả Giai Âm dùng. Mạnh Thiên Sở nhận lấy thư và ống điếu, Tả Giai Âm cũng mang theo một số dược hoàn nha phiến để đến lúc đó tiến cống tăng thêm hiệu quả. Hai người rời khỏi Tả phủ, vừa định đánh ngựa rời khỏi thành, Tả Giai Âm liền nói, không cần vội, ngựa của chúng ta quá thường, một là chạy không nhanh, hai là chỉ dựa vào hai thớt ngựa này chỉ sợ chưa tới kinh thành đã mệt chết rồi, phải nghĩ biện pháp khác thôi. Có biện pháp nào sao? Chúng ta dọc đường sẽ đuổi ngựa mà đi. Chỉ có thể thế, nhưng nghe rằng khi ngựa mệt rồi mà chúng ta không tìm được chỗ bắn ngựa. Có chỗ có thể cung cấp ngựa cho chúng ta đấy. Một lời liền làm tỉnh mộng cho chúng nhân. Mạnh Thiên Sở vui mừng, ý của cô là dùng ngựa của Dịch Trạm sao? Tả Giai Âm lắc đầu, ngựa của Dịch Trạm không thể coi là quá tốt, chúng ta dùng ngựa của Bát Bách Lý gia cấp cho Cẩm Y Vệ. Cái đó được không vậy? Sao lại không được, theo ta đi. Tả Giai Âm dẫn Mạnh Thiên Sở dục ngựa đến thiên hộ sở của Cẩm Y Vệ Hàng Châu, đưa ngọc bài thiên sư của nàng ra, nói là có chuyện khẩn cấp cần đến kinh thành. Trực ban của Cẩm Y Vệ không dám chậm trễ, lập tức ra giấy đi đường, dẫn hai thất ngựa chuyên dùng cho việc truyền tin trong Bát Bách Lý gia cấp, đều là thần câu cho hai người cưỡi nhanh về kinh thành. Trong tình huống bình thường, một đôi nam nữ vừa ý đẹp lòng nhau cùng đi thì tự nhiên sẽ phong quang vô hạn. Nhưng rất tiếc lần này hai người vội đi đường, dọc đường cứ quất ngựa chạy như điên, chẳng còn thời gian đâu mà nói chuyện nữa. Bát Bách Lý gia cấp là phương thức truyền tin nhanh nhất thời bấy giờ, chỉ có điều đó chỉ là về mặt ý nghĩa, chứ mỗi khi đến một trạm, ngoại trừ đổi ngựa còn phải đổi người. Trong khi đó hai người họ chỉ có thể đổi ngựa chứ không đổi người, đến khi mệt nhọc cực kỳ mới dừng lại ở Dịch Trạm của Cẩm Y Vệ chợp mắt một chút, sau đó tiếp tục chạy như điên. Tuy tốc độ vì thế mà bị ảnh hưởng, nhưng vẫn rất nhanh. Đến ngày thứ ba thì hai người đã kịp thời đến kinh thành. Khi đến kinh thành, trời đã về chiều. Vào đến hạ phủ, hai người khác đang ngủ rũ ngồi ngoài cửa, thấy Mạnh Thiên Sở người đầy bụi phong trần mệt mỏi cùng cực về đến, suýt chút nữa nhận không ra, sau đó mới vội vã mời hai người vào. Mạnh Thiên Sở phóng người xuống ngựa, hỏi rõ hạ phu nhân đang ở phòng khách, liền dẫn Tả Giai Âm tiến nhanh vào. Lúc này hạ phu nhân đang vừa khóc lóc vừa thương lượng cách với Thôi Quan của Thuận Thiên Phủ là địch đại nhân. Nói là thương lượng, kỳ thực là địch Thôi Quan an ủi bà ta mà thôi. Mạnh Thiên Sở chạy nhanh vào phòng khách, không người thi lễ với hạ phu nhân. Nhạc mẫu đại nhân, tiểu tế về đến rồi, tình huống hiện giờ thế nào rồi? Hạ phu nhân thấy Mạnh Thiên Sở đã về đến, vừa kinh vừa mừng, bước tới nắm tay hắn, không để ý khách sáo gì, buồn bã nói, giờ ngọ ngày mai, nhạc phụ của con sẽ cùng các đại thần cuối cùng bị đình trượng. Trong hai ngày nay đã có hơn 10 đại thần bị đánh chết rồi. Lời nói của bà ta kinh khủng vô cùng, đến đó nghẹn nào không thể tiếp tục được nữa. Lúc bấy giờ Mạnh Thiên Sở vừa khẩn trương vừa mừng rỡ vì có kết quả ngoài dự tính. Rất may là Tả Giai Âm đã dùng Bát Bách Lý gia cấp của Cẩm Y Vệ, nếu không chỉ sợ thì chỉ kịp về lo hậu sự mà thôi.
hiện giờ đã kịp thời về tới. Thế nhưng đã có hơn 10 đại thần bị chết vì đình trượng. Xem ra lần này không phải giỡn chơi. Hạ lão gia tử vốn là đơn thân lực bạc, huống chi lần này ông ta là một phần trong những phần tử cốt cán, phản đối rất hung. Không khỏi bị cho là điển hình phản diện, bị loạn côn đánh chết là cái chắc. Hiện giờ may là hắn còn có thời gian một đêm để tính biện pháp. Mạnh Thiên Sở giới thiệu Hạ Phu Nhân và Tả Dây Âm với nhau. Đối với Địch Thôi Quan ở bên cạnh, Mạnh Thiên Sở tuy lần trước đã từng giúp ông ta xử lý vụ bà đỡ bị kết án giết trẻ sơ sinh, nhưng lại chưa gặp qua. Địch Thôi Quan đương nhiên nhận thức Mạnh Thiên Sở, do đó chỉ hàm hồ giới thiệu, nói Tả Dây Âm là hảo bằng hữu, ở kinh thành có một số mối quan hệ có thể trợ giúp. Hạ Phượng Nghi cùng mọi người sẽ đến sau. Tả Dây Âm làm lễ ra mắt hai người. Hạ Phu Nhân nghe nói Tả Dây Âm có quan hệ có thể giúp được, lập tức kéo nàng vừa khóc vừa kể lể. Tả Dây Âm một mực dịu giọng an ủi. Địch Thôi Quan lên tiếng khuyên: "Chị dâu, nếu như Mạnh Hiền Điệt đã trở về, chuyện này hãy giao cho cháu nó làm đi. Việc thông quan hệ hay là cần công ít bạc đâu. Chị mau đưa cho Hiền Điệt đi lo đi." Hạ Phu Nhân bấy giờ mới vội vã vào nội đường lấy ra một bao bạc lớn đã chuẩn bị sẵn giao lại cho Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở cũng không khách khí, tiếp lấy bạc ước lượng thử, thấy ít nhất cũng có 1.000 lượng. Đây đã là toàn bộ gia sản của Hạ gia, điểm này bắt buộc phải dùng, vì bản thân hắn cũng chẳng có bao nhiêu tiền. Trước hết hắn và Tả Dây Âm đi tìm Hạo Linh Thiên Sư, tranh thủ có thể trong vòng đêm nay lấy được thân phận Thiên Sư cho Mạnh Thiên Sở. Sau đó tiến thư thỉnh cầu Hoàng Thượng xá miễn tội trạng cho Hạ Hồng. Hạo Linh Thiên Sư ngụ ở một tòa đạo quan hùng vĩ, được Hoàng Thượng chu cấp cho Thiên Sư tại kinh thành, tên là Thiên Sư Quan. Tả Dây Âm đến, nàng cũng là Thiên Sư nên có thể tự do xuất nhập đạo quan này. Hai người dục ngựa chạy ngay đến Thiên Sư Quan. Đạo quan này có Vũ Lâm vệ chú đóng bảo vệ. Tả Dây Âm đưa yêu bài Thiên Sư ra, mang Mạnh Thiên Sở tiến vào đạo quan cho đến khi tìm được Hạo Linh đạo trưởng. Tả Dây Âm làm việc dẫn tiến cho Mạnh Thiên Sở trình thư tiến cử của Kim Linh đạo trưởng lên, sau đó lại đem cây dọc tẩu trình lên cho Hạo Linh đạo trưởng xem. Hạo Linh đạo trưởng không hề dùng kim đan do thầy trò Tả Dây Âm chế tác, thật ra chỉ là viên nha phiến kết hợp thêm thuốc bổ. Thế nhưng sau khi xem xong thư của Kim Linh đạo trưởng, thấy Kim Linh đạo trưởng cực kỳ tôn sùng cây dọc tẩu do Mạnh Thiên Sở phát minh, liền quyết định sáng mai vào cung tiến cử Mạnh Thiên Sở cho Hoàng Thượng. Mạnh Thiên Sở gấp lên, nếu chờ đến ngày mai thì không kịp nữa. Bất đắc dĩ, hắn đã đem toàn chuyện nhạc phụ đại nhân Hạ Hồng nhân vì án Tả Thuận Môn mà bị hạ đại ngục, trưa ngày mai sẽ bị đình trượng thưa hết với Hạo Linh đạo trưởng. Hạo Linh đạo trưởng này cũng biết chuyện Tả Thuận Môn và cũng là người nhiệt tâm, cũng biết chuyện này không thể chần chờ, quyết định lập tức cùng Tả Gia Âm mang bộ dọc tẩu vào diện thánh tiến cử Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở ngồi ở Thiên Sư Quán như ngồi trên đống lửa, chờ cả hai thời thần thì Hạo Linh đạo trưởng và Tả Dây Âm mới trở về. Vừa thấy dưới nách Tả Dây Âm còn kẹp cái dọc tàu ấy, Mạnh Thiên Sở lạnh cả người, biết là không thành. Quả nhiên Tả Dây Âm áy náy nói: "Ta và Hạo Linh đạo trưởng không gặp được Hoàng Thượng, Hoàng Thượng đang ở Càn Thanh Cung nghiên cứu chính vụ trọng yếu với nội các đại thần. Chúng ta chờ rất lâu, nghe ngóng với công công trực ban thuộc ty lễ giám mới biết là Hoàng Thượng đang thượng nghị xử lý sao với đám đại thần quần gián căn gián tập thể ở Tà Thuận Môn, và bàn cách làm sao để truy tôn nhập thái miếu. Chỉ sợ phải nghiên cứu đến trời sáng cũng chưa biết chừng, không còn cách nào khác, chúng ta phải quay về." "Như vậy làm sao bây giờ?" Mạnh Thiên Sở gấp đến lỗi dậm chân đập tay. "Ngày mai giờ ngọ đình trượng, Hoàng Thượng không thể nhất mực thương nghị đến thời điểm đó được. Đạo trưởng, Tả cô nương, hai vị mang cái dọc tàu này chờ ngoài cửa, chờ Hoàng Thượng tán hội rồi gặp được hay không?" Tả Gia Âm liền đáp: "Cái đó không thành vấn đề, chỉ sợ Hoàng Thượng nếu đã quyết định rồi, tan hội xong muốn Hoàng Thượng cải kim khẩu e là rất khó." Mạnh Thiên Sở gật đầu lia lịa: "Không sai, không sai, nhất định phải làm chuyện này xong trước khi Hoàng Thượng quyết định. Thế nhưng Hoàng Thượng đang nghiên cứu chính vụ, ngay cả hai vị thiên sư cũng không thể tiến vào, vậy phải tìm ai đây?" Hạo Linh đạo trưởng nói: "Đừng quá gấp, theo lão đạo thấy, lần này đình trượng đến 100-200 người, Hoàng Thượng e rằng không thể minh xác muốn đánh chết ai, chỉ xem tạo hóa của người đó mà thôi. Chết nhiều hay ít, ít đi một người, Hoàng Thượng sẽ không đặc biệt chú ý đâu. Hoàng Thượng chỉ quan tâm là e bọn đại thần này còn tiếp tục gây chuyện thôi." "Rất có đạo lý, vậy chúng ta phải làm sao đây?" "Do đó chúng ta cũng không cần phải nghĩ làm thế nào để Hoàng Thượng không giết Hạ đại nhân.
hoặc là hoàng thượng không có minh xác muốn đỉnh trượng đánh chết ai. Chúng ta nếu đặc biệt cầu tình e là sẽ gây sự chú ý ở hoàng thượng, phản tác dụng. Dù gì người phụ trách đình trượng cụ thể là thuộc bộ phận ty lễ thái giám. Chúng ta trực tiếp thăm dò và thông quan hệ người này để y cấp cho hạ đại nhân một con đường sống, cũng có thể là giữ lại được mạng của hạ đại nhân. Mạnh Thiên Sở như hiểu ra, mừng rỡ nói: Ngài nói rất đúng à, huyện quan không bằng huyện quán, không nhất định phải tìm lãnh đạo tối cao mà nhờ, chỉ cần tìm được đối tượng có thể quyết định trực tiếp đến chuyện này là được rồi. Được, cứ như vậy mà làm đi, chúng ta đi tìm ty lễ thái giám vậy. Tả Sai Âm liền nói: Ty lễ giám có trưởng ấn thái giám và binh bút thái giám số 1 và số 2, ba người này luân lưu trực ban. Khi trực ban thì ở trong nội đình của hoàng cung, không trực thì ngủ ở nhà ngoài thành. Chúng ta nghe ngóng thử xem ngày mai ai sẽ là thái giám trực ban trong ty lễ giám, tìm chúng người đó là được rồi. Thì ra trong này còn có nhiều đường như vậy. Mạnh Thiên Sở thầm nghĩ, rất may là lần này mang theo Tả Giai Âm, nếu không bản thân quả là làm không xong được chuyện này. Ngay lập tức Hạo Linh đạo trưởng và Tả Giai Âm lại vào hoàng thành, lần này nhanh chóng quay về hưng phấn nói: Trực ban ngày mai và phụ trách đình trưởng là bình bút thái giám thứ hai của ty lễ giám, người này kiêm nghiệm lý hình bá hộ trong Đông Hán luôn, đó là ông Tuyền Ôn công công. Đêm nay y không trực, xem ra là ở nhà, chúng ta có thể trực tiếp đến nhà y. Mẹ ơi, lý hình bá hộ đấy, đó chính là nhân vật số 3 trong Đông Hán, lợi hại, xem ra là tìm đúng người rồi. Mạnh Thiên Sở thầm nghĩ, vui vẻ cười, ôm bao kim ngân châu báu theo hai vị thiên sư ngồi kiệu đến phủ của vị đệ nhị bình bút thái giám là ông Tuyền Ôn công công. Do đi vội nên hắn quên luôn số đặc sản đóng gói mang từ Hàng Châu đường xa đến đây. Thiên sư tự nhiên có thân phận tôn quý vô cùng, ngay cả đại hồng nhân người được tin dùng trước mặt hoàng thượng là ty lễ thái giám còn phải khách khí ba phần. Tự nhiên Ôn Tuyền ra nghênh đón, rước ba người vào phòng khách. Sau khi ngồi xuống, Hạo Linh đạo trưởng giản đơn giới thiệu. Ôn công công vừa nghe Mạnh Thiên Sở là con rể của công bộ viên ngoại lang Hạ Hồng thì lập tức hiểu ngay dụng ý của hắn đến đây lần này, nhưng không có để lộ vẻ gì, cứ cười híp mắt nói chuyện với họ y như cũ. Thời gian khẩn cấp không dám để hở, Mạnh Thiên Sở nói thẳng mục đích đến đây lần này. Thái giám Ôn Tuyền trầm ngâm một chút, thần thành ra vẻ thập phần khó xử. Án này các vị biết rồi đấy, chính là hoàng thượng ngự bút đích thân phê chuẩn, vô cùng lan giải đấy. Mạnh Thiên Sở đương nhiên biết chuyện này, y không thể giúp xuông, liền lấy bao kim ngân mở ra, bên trong vàng chóe và sáng choang, toàn đỉnh vàng và đỉnh bạc. Mạnh Thiên Sở tính qua, nếu so với tiền nhân dân tệ hiện giờ thì phải có ít nhất 500 vạn. Hắn không biết nên bỏ bao nhiêu lượng, nhưng biết số bạc càng nhiều thì hệ số bảo hiểm càng cao, cho nên đem toàn bộ số hối lộ này đưa cho đỉnh bút thay giám Ôn Tuyền. Ôn Tuyền sầm mặt: Các vị làm vậy là ý gì đây? Định hối lộ người ta sao? Người ta làm việc cho hoàng thượng lúc nào cũng lòng trung như nhất, không tham lam, không có đòi đút lót bao giờ. Y ra vẻ liêm chính, đứng bật dậy xua tay, chuyển thân đi vào hậu đường. Tiểu thái giám ở bên cạnh cao thanh hô: Tống khách! Ba người bèn ủ rũ rời khỏi phòng, đều không biết Ôn Tuyền đang làm trò trống gì. Mạnh Thiên Sở lần đầu gặp Ôn Tuyền, do đó chưa biết gì, cũng không biết cách làm người của y, bèn hỏi: Ôn Tuyền này chính trực như vậy sao? Hạo Linh đạo trưởng ở kinh thành nhiều năm, đối với Ôn Tuyền rất quen, mỉm cười lắc đầu, hạ giọng nói: Vị Ôn công công này có tiếng là nhận tiền không nhận người, chủ yếu là lấy tiền tài mà hành động, hôm nay sao lại tống cổ chúng ta ra ngoài, thật là khiến người ta khó hiểu mà. Mạnh Thiên Sở nghe lời này lập tức an tâm, cười nói: Nghe đạo trưởng nói vậy thì tôi minh bạch rồi, xem ra là vừa rồi chúng ta đến nhiều người quá, và chuyện này tối kỵ là có người khác ở bên cạnh, do đó các vị hãy chờ tôi ở đây, một mình tôi tiến vào thử xem. Mạnh Thiên Sở ôm bao kim ngân cực nặng đó quay vào trong phủ của Ôn Tuyền, nhờ tiểu thái giám vào thông báo. Chẳng mấy chốc Ôn Tuyền đùng đình bước ra, nhìn thấy Mạnh Thiên Sở chỉ có một mình ngồi ở trong phòng khách, bao vàng bạc đó để trên trà kỷ cạnh bên, khóe miệng liền lộ ra nụ cười, hắng giọng hỏi: Mạnh huynh đệ đi rồi, quay lại để làm gì nữa đây? Mạnh Thiên Sở thấy Ôn Tuyền tiến vào, vội đứng dậy thi lễ: Công công, tại hạ chịu ân dưỡng dục của nhạc phụ Hạ Hồng Hạ Viên Ngoại Lang, lại được người gả con gái cho, đại ân đại đức không thể nào quên được. Hôm nay lão nhân gia người gặp nạn, ngày mai sẽ bị đình trượng, tại hạ lòng như lửa đốt. Nhạc phụ lão nhân gia người tuổi cao sức yếu, không thể chịu khốc khỉnh như vậy được.
nghe nói công công là người trượng nghĩa nên đặc biệt đến cầu viện chỗ công công, thỉnh ngài cứu một mạng cho lão nhân ra. Ôn Tuyền gật gật đầu, thở dài một tiếng, ra ý bảo Mạnh Thiên Sở ngồi xuống, còn bản thân thì ngồi lên ghế chủ tọa. Mạnh huynh đệ biết ân tất báo, người ta vô cùng bội phục. Chuyện gở tà thuận môn, hạ đại nhân cũng một lòng vì nước, chỉ thiếu suy nghĩ mà thôi. Dạ đúng, dạ đúng, chuyện này rất mong công công phí tâm nhiều. Tại hạ cũng biết chuyện này rất khó làm, do đó đã chuẩn bị chút ngân lượng, muốn phiền công công thu xếp dùm cho. Nếu có thể cứu được tính mệnh của nhạc phụ tôi, chúng tôi vĩnh viễn cảm tạ đại ân đại đức của công công. Nói xong hắn lại vái dài một lễ. Mạnh huynh đệ, muốn người ta giúp làm việc tốt chứ gì, cái này được thôi. Ôn Tuyền vỗ vỗ ngực, hạ giọng nói, chuyện này cứ bao ở chỗ người ta. Mạnh huynh đệ cứ yên tâm đi, giờ ngọ ngày mai đình trưởng sẽ đánh giả vờ, đánh nhẹ nhẹ hạ đại nhân một chút là được rồi. Đảm bảo ông ta sẽ đi về nhà ăn cơm, không có vấn đề gì đâu. Chỉ cần chịu qua được một đợt đình trưởng thì có thể phục nguyên quan chức rồi. Mạnh Thiên Sở mừng rỡ, được nhân vật số 3 của Đông Hán đồng thời phụ trách đình trượng, ngày mai vỗ ngực bảo đảm, khối đá trong lòng hắn coi như vơi đi một phần. Hắn cáo từ đi ra, cùng Tả Giai Âm, Hạo Linh đạo trưởng nói một hồi, sự tình làm xong nên ai cũng cao hứng. Ba người rời khỏi Ôn phủ về lại Thiên Sư Quan, nói chuyện một hồi thấy đêm đã tối, hơn nữa dọc đường mệt mỏi, Mạnh Thiên Sở và Tả Giai Âm đều cảm thấy mệt nhọc, không kham nổi. 20 vị thiên sư khâm mệnh đều đã có chỗ ở cố định trong Thiên Sư Quan. Thế nhưng Tả Giai Âm không muốn ngủ ở đây mà về cùng ở với Mạnh Thiên Sở ở Hạ Phủ. Hai người cáo từ Hạo Linh đạo trưởng xong, cưỡi ngựa trở về Hạ Phủ. Nếu như đã dùng tiền lo lót xong, vậy số đặc sản quê nhà không cần phải tống tặng nữa, để dành để hiếu thuận hai vị lão nhân gia ở Hạ Phủ có ích hơn. Hai người mang sọt thổ sản Hàng Châu trở về Hạ Phủ, đem chuyện lo lót với Ôn Công Công kể ra. Hạ phu nhân nghe nói đã thông quan hệ với ty lễ giám, thái giám phụ trách giám hình ngày mai, liền nhen nhóm hy vọng, cao hứng đến rơi nước mắt ròng ròng. Kéo tay Mạnh Thiên Sở, nhớ tới xưa kia bà ta không xem đứa con trẻ này ra gì, không ngờ hiện giờ phải nhờ hắn xử lý chuyện này, muốn nói câu xin lỗi nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Hạ phu nhân đã lệnh cho an bài chỗ ở của hai người. Mấy ngày nay Mạnh Thiên Sở và Tả Giai Âm bôn ba suốt ngày đêm, lúc này yên tâm rồi nên chia tay về phòng ngủ. Trong lòng có chuyện, Mạnh Thiên Sở tuy nhiên cảm thấy rất mệt nhưng ngủ không an giấc. Cả đêm hắn tỉnh giấc mấy lần, nghĩ tới vụ đình trượng ngày mai. Tuy đã dùng tiền thông quan hệ, nhưng dù gì chuyện này còn chưa được kết quả chân thật gì. Lòng hắn như treo ở trên vực, do đó trời vừa sáng là đã dậy ngay. Nha hoàn người làm trong nhà phục thị hắn tắm rửa rồi đến phòng khách. Lúc này phát hiện Tả Giai Âm đã sớm ngồi ở phòng khách nói chuyện với Hạ phu nhân. Mấy ngày trước, Hạ Gia được thông báo là người nhà của lượt quan viên cuối cùng bị đình trượng, hôm nay phải đến ngoài ngọ môn chờ rước người của mình về. Ai còn sống thì về thật thật nhanh, tìm lăng chung, chữa trị, còn chết thì chỉ có thể lĩnh thi thể về lo hậu sự mà thôi. Do đó, Hạ phu nhân đã chuẩn bị ngay từ sớm. Trước hết là đã mời được lão nhang chung, Tương Văn có danh tiếng, tế nhân đường, mang theo dược đồng vác thuốc trị bệnh trên vai để chuẩn bị cứu chữa. Tuy Ôn Công Công đã hứa là chỉ đánh nhẹ giả vờ, đảm bảo là có thể đi về, nhưng dù gì thì cũng phải lo xa. Lỡ khi một kẻ đánh gậy nào đó điều khiển không chuẩn xác gây thương tích thì vị lăng chung trị thương này rất hữu dụng. Mạnh Thiên Sở thấy Hạ phu nhân cẩn thận như vậy, không khỏi khẩn trương hẳn lên. Hắn không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn, quyết định xách dương pháp y của mình theo, đem các dụng cụ y tế tiến hành kiểm nghiệm sự sống và một bộ phận truyền máu cấp cứu, đề phòng trong lúc khám nghiệm phát hiện người chết còn có dấu hiệu sống để ứng cứu. Nha hoàn và người hầu đã chuẩn bị sẵn sàng cáng mềm, đến lúc đó cho dù có thể đi được cũng tốt nhất là khiêng. Ngoài ra họ còn chuẩn bị xe ngựa để trên đường về có thể kịp thời trị thương. Chuẩn bị xong xuôi đâu đó, lão lang trung Tương Văn của tế nhân đường đã đến. Hạ phu nhân ngồi kiệu, Mạnh Thiên Sở và Tả Giai Âm vẫn cưỡi ngựa mang theo nha hoàn người hầu khiêng cáng mềm đánh xe ngựa đến ngoài ngọ môn. Những người ngày thường giao hảo với Hạ Đồng lúc này sợ liên lụy đều tránh ra rất xa, không dám lại gần. Ngay địch thôi quan cũng chỉ dám đứng xa mà nhìn, chứ không dám cùng đến ngoài ngọ môn lo liệu cho Hạ Hồng. Đến nơi, mọi người thấy có hơn 1000 quan binh và đại nội thị vệ đã bố trí cảnh giới. Cảnh giới chia thành 2 đường, xe ngựa chỉ có thể đến đường vòng ngoài, còn người nhà thì có thể tiến vào đường bên trong. Lúc này đã có một số người nhà chờ ở đó, ngước cổ nhìn, các đại thần bị đình trượng còn chưa bị áp giải ra.
chiếc ghế thái sư ở giữa ngọ môn còn trống không. Hai bên không ngờ đứng hơn 10 cẩm y vệ và đông hán phiên tử. Xem hình thể thế này, biết người ngồi trên ghế ắt là ti lễ giám, thái giám phụ trách giám hình. Sau khi tìm chỗ tốt, sắp đặt cáng mềm xong, Mạnh Thiên Sở, Tả Gia Âm và Hạ Phu Nhân cũng đến vòng cảnh giới, lo lắng đợi chờ. Lại chờ hơn một thời thần nữa, khi gần đến giờ ngọ, từ trong ngọ môn mới xuất hiện một đám đại thần, thần tình ủ rũ bị áp giải ra. Những ngày trước đã bị đình trượng một phần lớn, hôm nay là nhóm cuối cùng có hơn 40 đại thần bị đình trượng. Thân nhân của những người đang đứng chờ lần lượt bị áp giải ra, thoáng chốc ở vòng cảnh giới đầy tiếng khóc la gào thét. Hạ Phu Nhân cũng nhìn được Hạ Hồng bị áp giải ra, khóc lóc gọi to. Hạ Hồng từ xa nghe thấy, đứng lại ngước mắt nhìn. Mấy tháng không gặp, Mạnh Thiên Sở thấy ông ta đã tiểu tụy đi rất nhiều. Ông ta trước hết cười mỉm với Hạ Phu Nhân, sau đó nhìn thấy Mạnh Thiên Sở hơi có phần bất ngờ, lộ ra chút thần tình an ủi. Quan binh áp giải sau ông ta đẩy mạnh một cái, khiến ông ta loạng choạng, rồi từ từ tiến bước, đôi mắt cứ nheo lại nhìn mãi Hạ Phu Nhân. Sau khi bị áp giải đến chỗ hành hình, cởi gông ra, các đại thần đã bị đè xuống đất. Quan binh hành hình kiểm tra một lượt, rồi xé y phục của các đại thần, kéo khố xuống tới đầu gối, lộ ra lưng, mông và đùi, nhìn trắng hêu hếu một đám, cảnh tượng vô cùng quái dị. Bên cạnh mỗi đại thần đều có 4 cẩm y vệ tay cầm mộc côn phụ trách hành hình. Gần nhờ ngọ, ti lễ giám, đệ nhị bình bút thái giám là Ôn Tuyển, Ôn Công Công cuối cùng cũng mang theo 2 đội đại nội thị vệ nghênh ngang đi từ ngọ môn ra. Mạnh Thiên Sở vừa thấy quả nhiên đó là Ôn Tuyển, vô cùng cao hứng, hạ giọng nói: "Chúng ta tìm đúng người rồi, quả nhiên là Ôn Công Công." Hạ Phu Nhân vui vẻ gật đầu, chắp tay khẩn cầu. Ôn Tuyển cuối cùng cũng đến trước đám đại thần đang nằm chồng mông, chề môi quét mắt nhìn. Ôn Tuyển lúc này đã không còn hòa nhan duyệt sắc như ngày thường, mà đã đổi thành người đầy vẻ bức người, ánh mắt lạnh như băng, ho khan một tiếng, cất cao cái giọng the thé: "Phụng thánh chỉ của hoàng thượng, đối với những loạn thần nhiễu loạn triều cương ở ngoài Tà Thuận Môn, phạt mỗi người 130 hào đình trượng, tức khắc hành hình." Các bạn thân mến, câu chuyện của ngày hôm nay tạm thời kết thúc tại đây. Mời quý vị và các bạn hãy dõi theo diễn biến của câu chuyện trong các video sắp tới. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.